Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành đoàn Sơn La sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phần cuối chương trình có phóng sự xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Đảng ủy phường Trường Cơi vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định số 2045 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Trung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trường Cơi và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Trường Cơi khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Quốc Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, trau dồi bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực sở trường công tác, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường hoàn thành các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng vững mạnh. Ngày 6 tháng 9, đồng chí Trần Công Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì họp giao ban khối văn hóa xã hội 9 tháng năm 2024. Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng ban đơn vị khối văn hóa xã hội đã báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị chuyên môn đã chủ động bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Về công tác văn hóa thông tin thể thao truyền thông và du lịch, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, các chính sách đối với người có công được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đến đối tượng được thụ hưởng, hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Công Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn của khối văn hóa xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế học sinh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt khu vực ảnh hưởng bão lũ, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho trẻ em dịp Tết Trung Thu, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức, tham gia các cuộc thi, hội diễn cấp thành phố, cấp tỉnh, chuẩn bị triển khai công tác chấm điểm các chỉ số hài lòng của người dân và công tác cải cách hành chính năm 2024. Ngày 6 tháng 9, Thành đoàn Sơn La đã tổ chức sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Sơn La đã đăng tải 42 bài viết về chuyên mục Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên trang Facebook Thành đoàn Sơn La, phối hợp tổ chức 12 đợt sinh hoạt chính trị, 6 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 2.200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức phát động chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2023, xuân tình nguyện năm 2024, tháng thanh niên năm 2024, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024. Trong đó đã triển khai thực hiện 12 công trình ánh sáng bản làng, camera an ninh, hàng cây thanh niên, tuyến đường cờ đỏ, thành lập 5 đội tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, huy động đoàn viên thanh niên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, 12 đội tình nguyện tham gia hỗ trợ 267 gia đình, 2 trường học, 3 nhà văn hóa khắc phục thiên tai. Từ nay đến cuối năm, Thành đoàn Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành ủy, tỉnh đoàn, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc học tập 4 bài học lý luận chính trị, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng, các hoạt động tập huấn về chuyển đổi số, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Thành đoàn Sơn La đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chào mừng 34 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1990, mùng 1 tháng 10 năm 2024, Hội Người Cao Tuổi Phường Quyết Thắng đã tổ chức giao lưu văn nghệ dân vũ, thể dục dưỡng sinh. Tại buổi giao lưu, 160 hội viên người cao tuổi đến từ các câu lạc bộ dưỡng sinh,
câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của phường Quyết Thắng đã biểu diễn 14 tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, dân vũ. Các tiết mục được chuẩn bị công phu chu đáo, kỹ lưỡng về trang phục, biên đạo, tạo nên chương trình giao lưu hấp dẫn đặc sắc, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của hội viên người cao tuổi và nhân dân trên địa bàn. Qua chương trình, giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội. Nhân dịp này, Nhà thuốc Long Châu đã tổ chức tư vấn khám sức khỏe miễn phí và tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai các chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự trong học đường. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư thành phố tiếp tục triển khai. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, công an thành phố tiếp tục có nhiều sáng tạo đổi mới, đề xuất triển khai thêm nhiều chuyên đề, đảm bảo sự đồng bộ hiệu quả thiết thực, mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này. Năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố có 56 cơ sở giáo dục trường học, trong đó 53 trường học, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc diện thành phố quản lý về an ninh trật tự với gần 2.500 cán bộ giáo viên nhân viên, trên 27.500 học sinh sinh viên. Thực hiện quyết định số 565 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành kế hoạch về phòng chống ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của rượu bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học đường năm học 2023-2024. Với kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an thành phố đã tham mưu bổ sung 3 chuyên đề, đó là phòng cháy, chữa cháy, an ninh mạng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong đảm bảo an ninh trật tự trong học đường trên địa bàn thành phố, đồng thời chủ động tham mưu phối hợp, linh hoạt trong cách thực hiện, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn xã hội, cùng bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Ngay từ đầu năm thì nhà trường cũng đã có những kế hoạch cụ thể với sự giám sát của các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường và làm việc với các nhà cung cấp thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ và có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới đủ điều kiện để cung cấp thực phẩm tại nhà trường. Và mỗi một buổi thực phẩm mang đến nhà trường đều được sự giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ của các bậc cha mẹ học sinh, của công ty cổ phần và của ban giám hiệu nhà trường cũng như là của trực tiếp các đồng chí tổ trưởng tổ nấu ăn để đảm bảo chất lượng an toàn cho các con. Trong thời gian hè năm học 2022-2023, Công an thành phố đã phối hợp với các địa phương, nhà trường tiếp tục quản lý giáo dục, giám sát đối với 104 học sinh đã được phát giác, tố giác và cam kết trong năm học. Kết quả 100% học sinh không vi phạm. Nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm trong ngành giáo dục, Công an thành phố đã tham mưu với Thành ủy đưa nội dung thực hiện 3 chuyên đề và chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Để tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Công an thành phố đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể biên tập tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về 11 chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự, triển khai đến các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nói chung và an ninh trật tự học đường nói riêng. Công an thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cùng các cơ sở giáo dục, các trường học tổ chức 30 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, xử lý tình huống cho trên 24.300 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, qua đó nâng cao nhận thức, tạo tiền đề phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả xảy ra. Trường tiểu học Trường Lề đã được đầu tư đồng bộ về cái hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Thì nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường biết cách sử dụng cơ bản nhất về hệ thống phòng cháy đã được cung cấp, tuyên truyền tới các học sinh để sử dụng cũng như là cái cách mà các con phòng cháy, chữa cháy hoặc thực hiện các kỹ năng khi mà có hỏa hoạn cháy xảy ra thì an toàn tính mạng cho chính bản thân học sinh các em một cách tốt nhất. Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ phụ trách từng chuyên đề phối hợp với các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thường xuyên ra soát nắm tình hình, đánh giá thực trạng, biểu hiện,
dự báo nguy cơ vi phạm pháp luật xảy ra, từ đó kịp thời đưa ra những phương án kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo hiệu quả. 53 trên 53 trường học đã bố trí lắp đặt hệ thống camera giám sát gồm 1.151 mắt và 55 hòm thư phát giác tố giác. 53 trên 53 nhà trường đã tổ chức cho 2.484 cán bộ giáo viên, nhân viên và 15.975 học sinh ký cam kết thực hiện các chuyên đề năm học 2023-2024, đã rà soát lập danh sách 2.657 học sinh tại 21 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông điều khiển xe ô tô, xe gắn máy, xe máy điện đến trường, trong đó có 1.474 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 10 trên 21 nhà trường yêu cầu 2.930 học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, có xác nhận của đại diện phụ huynh học sinh. Tuần tra mạng phát hiện và đề nghị phòng giáo dục và đào tạo có biện pháp xử lý đối với 11 học sinh đăng tải video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội. Cái việc mà tuyên truyền kiến thức về an ninh mạng cho các cháu là hết sức cần thiết và cấp bách. Thì điều này không những góp phần hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật mà còn bảo vệ cho người dùng trước nguy cơ bị lợi dụng xâm hại. Và từ đó hạn chế được những tác động xấu khi trẻ em sử dụng Internet để vui chơi, giải trí, học tập một cách lành mạnh và để cho trẻ phát triển toàn diện, phục vụ cho nhu cầu đời sống của trẻ. Dưới sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng, Ban giám hiệu các nhà trường đã chỉ đạo các đoàn thể, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các lớp tổ chức triển khai các bước xác minh, xử lý với phương châm mềm mỏng, hiệu quả, trong đó cảm hóa giáo dục là chính. Qua xác minh 127 trên 170 trường hợp phát giác không đúng, 50 trường hợp đúng cụ thể, 48 trường hợp liên quan đến rượu bia, thuốc lá, 2 trường hợp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm học 2023-2024, ngoài các trường hợp phát giác tố giác, Công an thành phố đã tăng cường đấu tranh và đã phát hiện 5 vụ với 11 học sinh, sinh viên vi phạm. Có thể khẳng định, qua một năm học triển khai thực hiện đồng bộ 11 chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự trong học đường ở thành phố, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục bị phát giác, tố giác hay có hành vi vi phạm. Đối với học sinh, sinh viên, nhờ đẩy mạnh giáo dục, quản lý, vận động, thuyết phục đã giữ vững được 99,6% học sinh không vi phạm, tạo môi trường giáo dục an ninh, an toàn. Kế thừa những cái kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện chuyên đề này trong những năm học trước, trên cơ sở đánh giá tình hình địa bàn, thì Công an thành phố cũng tham mưu bổ sung vào cái nội dung chuyên đề là có 3 nội dung. Đó là nội dung về an toàn an ninh mạng, an toàn thực phẩm và an toàn phòng cháy chữa cháy. Tập trung vào tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức tập huấn các cái kỹ năng, khả năng để nâng cao cái ý thức trách nhiệm cũng như là năng lực tự phòng, tự quản và ý thức cảnh giác cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong cái việc lập hồ sơ quản lý đối với các cái học sinh có dấu hiệu biểu hiện vi phạm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh và các cái lĩnh vực liên quan đến các chuyên đề học đường này để đảm bảo xây dựng được một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Với những chuyển biến rõ rệt sau từng năm học, thực hiện các chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật trong học đường ở thành phố Sơn La tiếp tục mang lại kết quả thiết thực, sâu rộng và hiệu quả bền vững, khẳng định sự cấp thiết, đúng trúng của các chuyên đề đã triển khai, từng bước đẩy lùi tai tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm, phối hợp trong giáo dục, răn đe con em mình, và việc quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Mặc dù các chuyên đề tiếp tục mang lại những kết quả khả quan, nhưng vẫn đòi hỏi cấp ủy chính quyền, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh cùng nhìn nhận, thấy được mức độ, chiều hướng phức tạp, nguy hiểm, cùng hành động chung tay bảo vệ, giữ vững môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Nhưng hơn hết, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các em học sinh để có nhận thức đúng, biết nhận diện và tránh xa các tai tệ nạn xã hội, tạo môi trường an toàn cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.